Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay trước khi đi vào câu chuyện bà con tâm tình với nhau, chúng tôi xin cảm ơn ông David Thái đã gửi cho nhiều cái hình ảnh trong cái cuộc viễn du của ông đến Nga, đến Tiệp Khắc, đến Ba Lan, đến Pháp Quốc. Đây là những hình ảnh rất là tuyệt vời. Ở vào cái lứa tuổi ngoài tám bó, 83 tuổi mà ông hãng còn enjoy, đây là một cái chuyện phúc đức. Chúng ta nên tận hưởng và cảm ơn Thượng Đế. Và cảm ơn ông đã chia sẻ những hình ảnh quá đẹp đối với Dương Đại Hải. Thưa quý vị, xin lỗi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Bích Vũ, Vũ Bích. Khi đưa ra câu chuyện, có một số khán giả họ thắc mắc là tại sao Hoa Kỳ là một quốc gia hợp Trung Quốc, tức là một quốc gia kết hợp nhiều cái chủng tộc, nhiều cái sắc dân, mà tại sao bây giờ Donald Trump thì lại ra lệnh đóng cửa biên giới không cho người ta vào? Thì cái này quý vị cũng, chúng ta không cần phải lý luận. Căn nhà quý vị ở, bây giờ ai muốn ra thì ra, ai muốn vào thì vào, quý vị cảm thấy làm sao? Có chấp nhận được không? Nữa là một quốc gia. Bà Hillary thì bà ra tranh cử, bà bảo rằng là chúng ta không cần phải biên giới, chúng ta cứ bỏ ngỏ, ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra. Nhưng mà cái nhà của bà ấy ở thì lại có đến hai lớp hàng rào. Quý vị thấy không? Có phải là con người ích kỷ không? Obama cũng thế, nhà cũng hai ba lớp. Bà già Pelosi ở San Francisco cũng hai ba lớp. Rồi bà già khác là Dianne Feinstein cũng hai ba lớp hàng rào. Hàng rào của họ có giá trị hơn cái nhà, là vì ngoài vấn đề tường gạch, tường sắt, còn có những hệ thống điện tử, xin lỗi quý vị, để có thể biết được ai ra ai vào. Nhưng mà nói đến quốc gia thì họ lại dở cái giọng đạo đức giả. Họ bảo rằng là những cái người dân nước Mỹ này đến, nhiều người từ da vàng, da trắng, da đen, da đỏ, tại sao bây giờ mình không cho những người bẫy tích cơ vào? Bởi vì ông Donald Trump muốn chơi một đòn. Các người muốn giúp cho người tị nạn bất hợp pháp này, ông ấy cho chở một lô đến những cái thành phố gọi là sanctuary, là những cái thành phố như là thành phố San Francisco, như là Los Angeles. Đảng Dân Chủ tuyên bố là thành phố bất khả xâm phạm đối với người di cư bất hợp pháp. Sanctuary là một cái xảo huyệt, là một cái nơi dung thân cho tất cả những con người tội lỗi. Từ cái ngày Tổng thống Donald Trump cho chở hàng ngàn người đến những cái vùng thành phố mà của Đảng Dân Chủ tuyên bố là xảo huyệt cho những người tị nạn bất hợp pháp, giờ này cha con hết mở miệng. Bây giờ Pelosi cũng câm, Dianne Feinstein cũng ngậm miệng như hến. Rồi những cái tay chất Schumer, những cái tay ăn cả ăn hại của Dân Chủ không dám hó hé. Và cái thành phố mà được ông Donald Trump tuyên bố chở dân tị nạn bất hợp pháp đến, họ la làng. Họ bảo ô không được, thành phố chúng tôi đang êm ấm, bây giờ cho cái bọn quỷ nó vào, tôi sẽ nói rằng tình trạng khẩn trương. Quý vị thấy chưa? Donald Trump hay lắm, không nói không rằng gì cả. Thế thì cái câu chuyện đó để cho cái ông mà một khán giả của ông Bích Vũ này nói rằng là nước Mỹ này có nên mở cửa cho những cái thứ không cần nói đến tội phạm nữa. Mà chúng ta không biết họ là ai. Bởi vì những cái người ở trong vào nước Mỹ mà qua cái ngõ Mexico có thể là người MS-13, tức là băng đảng chuyên môn cướp của, giết người và hiếp dâm đàn bà con gái, xong rồi giết. Quý vị có chịu nổi không? Donald Trump không cấm người đến Hoa Kỳ, nhưng ông muốn người đến Hoa Kỳ để tìm một đời sống tốt đẹp hơn thì phải có ba điều. Điều thứ nhất là phải làm một cách hợp pháp, nộp đơn xin tị nạn. Đối đúng cái luật tị nạn của Hoa Kỳ thì người nào cũng có quyền xin đến Hoa Kỳ để sinh sống, để có một cuộc đời đẹp hơn, kinh tế tốt hơn, con học hành khá hơn. Nhưng mà còn bây giờ cứ ào ạt tiến vào hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng triệu người, thì đấy không còn là di dân mà đấy là đi cướp. Thì Tổng thống trên cương vị một vị lãnh đạo quốc gia
ông phải cấm. Cái đó là đúng. Cho nên cái người mà bảo rằng là tại sao là nước Mỹ bây giờ Donald Trump lại đang cấm cửa không cho ta vào, đó là người đó có hai điều. Một là người đó không hiểu biết. Họ không nghĩ rằng quốc gia thì cần phải kiểm soát, quốc gia phải có luật quốc gia, quốc pháp mà ra có gia uy, họ không hiểu câu đó. Cho nên họ nói bừa. Thứ hai nữa là họ ở Việt Nam mới qua sống trong một cái xã hội cộng sản. Tảo pi lù, nó quen rồi. Nó không có luật mà có là luật rừng. Mạnh ai nấy sống. Đấy quý vị thấy ở Việt Nam bây giờ xe hơi nó chạy nó leo lên cả lề đường mà nó vẫn bóp còi. Chết bỏ. Thế thì cái lý do chúng ta phải có vấn đề biên giới là như thế. Chúng ta phải có cảnh sát biên phòng gọi là ICE. Cho nên cái bọn dân chủ mà cả chớn này nó đòi bỏ ai trong đó con bé bắn ba co tệt, trong đó có con Ả Rập Omar và một con nữa tên là gì tôi quên rồi. Nó muốn loạn nước Mỹ. Nó tuyên bố tầm bậy. Và nhờ cái chỗ Tổng thống Donald Trump ra những cái chương trình đó, người dân họ mới hiểu được cái vai trò then chốt của vấn đề biên phòng. Cho nên quý vị trong cái bản tin ngày hôm qua, chúng tôi đã nói đến một câu chuyện của một nhóm người, 100 người cộng thêm máy móc, trong vòng 2 đêm đã xây được bức tường dài 1.600 thước, cao 10 thước bằng sắt. Họ muốn là một món quà tặng cho Tổng thống Donald Trump vào ngày chiến sĩ Trần Vong. Vì đó là tiền của những người dân Mỹ và công của những người cựu chiến binh Mỹ. Thế thì chúng ta không bao giờ ngạc nhiên nữa tại sao quốc gia Hoa Kỳ phải có cái biên giới. Rồi chúng ta vào một bản tin thứ nhì hôm nay. Đó là câu chuyện của Obama. Obama từ lâu nay chúng ta vẫn nói một câu rõ ràng. Ông ta muốn bảo vệ da đen và muốn diệt da trắng. Đó là điều chúng ta không sợ mang tiếng. Bởi vì có bằng chứng. Chúng tôi đã nói nhiều lần, bây giờ tôi lập lại sơ. Ông đã giúp tiền cho bọn Iran. Ông đã thả những người khủng bố ở Guantanamo. 5 tên khủng bố mà trong dính dáng trong cái vụ giật sập lấy tàu bay, cướp tàu bay, giật sập hai tòa nhà song lập ở New York, giết gần 3.000 người. Và 5 tên khủng bố đó đổi lấy một tên đảo binh. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Dám mắt mà nói chúng biết rằng là Donald Trump, Obama muốn nuôi dưỡng bọn khủng bố. Xong giờ lại 9 tên lính Mỹ bị tụi Iran nó bắt quỳ. Rồi nó đòi chuộc, phải đem ra 1.7 tỷ đô la. Toàn làm những cái chuyện vớ vẩn mà ngớ ngẩn. Thế thì câu chuyện này cũng thế. Vào năm 2016, trước khi ông ta hết làm tổng thống, vào tháng 11, tháng 12, thì ông ta nói rằng là phải vinh danh người da đen. Ông ta không biết làm cách nào. Ông ta mới đưa ra một hình ảnh của một người đàn bà da đen tên là Harriet Tubman. Cái bà Harriet Tubman này là một người da đen nô lệ vào đầu thế kỷ thứ 19. Bà ta đã trốn thoát được những cái chủ nô lệ của bà ta, rồi bà ta cứu thêm được vào khoảng độ 60-70 người nô lệ khác thoát khỏi những cái vòng cưng tỏa của những cái chủ nô lệ. Rồi bà ta đi hợp tác với một người da trắng. Anh ta tên là John Brown. Mà cái người da trắng này là muốn nổi loạn, cướp vũ khí ở trong kho đạn gọi là Ferry, để đánh lại quân chính phủ và giải phóng da đen. Cái anh da trắng này, anh ta đã giải phóng được vào khoảng cả 1.000 người nô lệ. Nhưng cuối cùng anh ta bị bắt và bị treo cổ. Thế thì cái bà này cũng chỉ là một người đàn bà phụ cho cái anh da trắng kia để mà giải phóng da đen, cứu được vào khoảng 2.000 người. Obama bây giờ mới đề nghị lấy hình của bà ta thay vào hình của ông Tổng thống Andrew Jackson của nước Mỹ trong tờ 20 đô la vào năm 2016 trước khi ông ta về hưu. Và ông ta ra lệnh cho Bộ Tài chánh, Bộ Ngân khố là phải in hình mới của bà này trong cái lớp redesign, vẽ kiểu trở lại vào năm 2019-2020.
Thế thì hôm qua trong một cuộc họp báo, ông Bộ trưởng Ngân khố của Hoa Kỳ là ông Mnuchin, ông tuyên bố rằng cái đề án mà để thay hình của cái bà này để vào thay ông Tổng thống Andrew Jackson không thể làm kịp cho đến năm 2020 đâu, mà có thể đến năm 2028 may ra mới kịp. Đấy, quý vị thấy chưa? Obama muốn làm loạn nước Mỹ. Tại sao? Một người đàn bà chỉ cứ có 60 người mà lại chính thay vào cho một hình của ông Tổng thống của nước Mỹ. Ông ta đem cái hình ảnh người đàn bà da đen vào thay thế cho một vị Tổng thống anh hùng của Hoa Kỳ trong cái trận chiến năm 1812. Đâu có được. Mà anh ta làm được. Anh ta ra thông báo, ra luật và anh ta đề nghị là phải làm 2019-2020 phải là xong với tờ $20 là có hình của bà Harriet Tubman. Thì đến bây giờ cái giấc mơ Obama tiêu. Thì đến đây quý vị cũng thắc mắc mà thế ông Obama ông thay cái hình đó để có gì lợi? Hai cái điều. Ông ta muốn làm loạn nước Mỹ. Tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ thay được cái hình bà đó vào tờ 20. Mỗi lần quý vị xài tờ 20, quý vị đều nhìn thấy hình ảnh của một người bà da đen, nhắc lại cái thời đen tối của nước Mỹ, kỳ thị chủng tộc, làm gây nên cái lòng phẫn uất của những người da đen và phẫn uất của những người chống da trắng. Đó là nếu mà thay được vào. Còn nếu bây giờ không thay được vào thì lại càng gây ra cái sự phẫn uất, vì da đen bảo rằng là họ kỳ thị da đen, không cho hình của người anh hùng của da đen vào. Quý vị thấy cái ý thâm độc của Obama chưa? Thế nhưng mà đối với Hoa Kỳ, quý vị nhớ rằng đây là đất của người da trắng. Obama làm được thì Mỹ da trắng nó cũng làm được. Cho nên ngày hôm qua Bộ trưởng Ngân khố bảo cái vấn đề mà thay da đen nó quên nó đi. May ra đến 2028. Mà quý vị biết là từ bây giờ đến 2028 còn đến 9 năm nữa, thời thế nó thay đổi rồi. Nước Mỹ này không thể nào để cho da đen làm loạn được. Bởi vậy cho nên cái sự giấc mơ làm loạn nước Mỹ Obama một lần nữa bị thay đổi. Quý vị thấy trong thời Obama làm hai cái điều rất nguy hiểm cho nước Mỹ. Thứ nhất là Obamacare. Trong cái đó có một cái điều là bắt buộc mọi người đều phải mua insurance về sức khỏe. Đấy là một điều vi hiến mà Obama làm được. Báo chí cả chớn của nước Mỹ làm được. Nó lờ đi cho Obama làm. Và bên cạnh cái luật Obamacare, mỗi năm nước Mỹ phải bỏ ra $500 triệu đền bù cho các công ty bảo hiểm mà bị lỗ lã. Và bên cạnh đó phải cho những cái chỗ phá thai $500 triệu một năm. Quý vị thấy tự nhiên nó bỏ ra $1 tỷ một cách đau đớn. Obama làm được. Mà là kinh tế thì không làm lên. Công việc thì đem hết qua tàu. Có phải là phá hoại nước Mỹ không? Cho nên trong 8 năm của Obama đã xài trên $10,000 tỷ mà không được việc gì hết. Quốc phòng thì cắt, không gian thì bỏ. Đấy, những con thuyền, phi thuyền con thoi đang bay lên không, trạm không gian quốc tế đi về một cách đẹp đẽ. Bỗng dừng ra lệnh cúp cho vào viện bảo tàng. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Nước Mỹ đang mạnh về vấn đề không gian đối với thế giới. Obama dẹp, quân đội dẹp. Và những người lính đi lính về veteran bị chết, khám bệnh phải 30 ngày mới chưa được khám. Đó là đường lối của Obama. Kinh tế vất đi, công việc vất đi, cấm nước Mỹ không được sản xuất than đá để dành cho tàu, dành cho Ấn Độ. Và mỗi năm phải cấp cho hai quốc gia này $40 tỷ để họ có thể sản xuất được điện ánh nắng mặt trời. Mà nước Mỹ thì chói tay, hàng trăm ngàn gia đình không có việc làm. Đấy, Obama đấy. Rồi quý vị hỏi sao báo chí không nói? Báo chí gà chết. Báo chí của Mỹ làm cái thứ báo chí gà chết. Nó đã từng làm khổ nước Việt Nam của chúng ta, rồi nó làm khổ nước Mỹ ngay bây giờ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.